Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến cùng Việt Face TV trong chương trình Quan Điểm, chương trình thường lệ được phát hình vào mỗi cuối tuần trên làn sóng của chúng tôi. Trước hết thì xin được cầu chúc quý khán giả một cuối tuần thật nhiều hạnh phúc, và chúng ta chỉ còn đúng một tuần nữa thôi thì là ngày năm mới của năm Giáp Thìn. Trước hết xin được cầu chúc quý khán giả một năm thật dồi dào sức khỏe. Như thường lệ ngày hôm nay hai vị khách mời của chúng tôi, thưa quý vị, dân biểu Tạ Đức Trí, xin kính chào dân biểu. Dạ, xin kính chào Hoài Anh và xin kính chào tất cả quý khán thính giả và đồng hương. Và không thể thiếu sót thưa quý vị, luật sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu tiểu bang California, xin kính chào luật sư ạ. Dạ, rất cảm ơn anh Dũng và xin thân chào anh Dũng cũng như là dân biểu Tạ Đức Trí, và nhất là kính chào quý vị thính giả của đài Việt Face. Dạ vâng, và chúng tôi xin phép được vào đề ngay trong ngày hôm nay thưa quý vị. Hai vị khách mời đã đưa ra một số các cái đề tài để chúng tôi có thể gửi đến cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Trước hết là đề tài mà chúng ta vẫn thường xuyên theo dõi trong suốt một thời gian dài vừa qua, và chưa biết đến khi nào sẽ có một cái kết quả để có thể giải quyết một cách rõ ràng liên quan đến nó. Đề tài liên quan đến vấn đề an ninh biên giới. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy là các nhà lập pháp của Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một số rất nhiều các cái chương trình khác nhau, và qua đó thì họ vẫn còn đang tiếp tục để bàn cãi, bàn thảo và đàm phán để làm sao thì có thể đưa ra một cái giải pháp tốt đẹp nhất cho vấn đề biên giới tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên hiện nay một số các vấn đề trong cái vấn đề đàm phán này thì nó vẫn còn nằm ở trong cái lĩnh vực chính trị. Cả đại diện của hai đảng đều muốn dùng nó để đưa ra những chiêu bài của mình, để có thể đưa ra những cái yêu sách hoặc là những cái điều gì đó để gây khó cho phía đối diện. Là vì chúng ta cũng biết trong bối cảnh năm bầu cử 2024 sắp xảy ra, sắp diễn ra, thì chắc chắn cả hai phía đều sẽ dùng cái lá bài này để có thể vận động giành được thêm các lá phiếu của những cử tri cho cả hai bên. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần nhận định và phân tích với các vị khách mời ngày hôm nay. Chắc trước hết xin mời dân biểu Tạ Đức Trí. Dạ thưa anh, đúng như anh Dũng vừa mới chia sẻ là cái vấn đề biên giới là một trong những cái chủ đề chính trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay 2024. Thật ra cái vấn đề mà khủng hoảng biên giới không phải là một đề tài mới. Cái việc khủng hoảng biên giới đã kéo dài có thể nói là hơn một thập niên vừa qua. Tuy nhiên đó thì cái vấn đề này nó càng ngày nó càng trở nên tồi tệ và trầm trọng hơn. Qua cái việc mà cái làn sóng của những cái người mà đang sống tại một số quốc gia Trung và Nam Mỹ cứ tiếp tục tràn về cái khu biên giới giữa Hoa Kỳ cũng như Mỹ Tây Cơ, và hàng ngày gần như là có cả ngàn người họ đã cố gắng để mà vượt biên giới để mà vào Hoa Kỳ. Về phía chính phủ Hoa Kỳ đó, hầu như là hiện nay chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn gần như là bất lực. Bởi vì chúng ta thấy được trong những ngày vừa qua đó thì cái phán quyết của tối cao phán quyền đã đưa ra với cái tỷ số là 5 trên 4 đưa ra cái phán quyết là yêu cầu tiểu bang Texas phải gỡ bỏ cái hàng rào kẽm gai mà tiểu bang Texas đã đưa ra để mà với hy vọng rằng ngăn lại cái làn sóng của di dân bất hợp pháp tràn vào khu biên giới giữa Texas cũng như là Mỹ Tây Cơ. Và cái phán quyết của tối cao pháp viện cũng đã tạo nên một cái làn sóng phải nói rằng rất là phẫn nộ cho rất nhiều những tiểu bang khác. Tính cho tới giờ này đã có 27 vị thống đốc của 27 tiểu bang đã đưa ra những cái lời phát biểu cũng như đưa ra cái hành động là ủng hộ cho ông thống đốc của tiểu bang Texas về cái phương án để mà ngăn chặn cái làn sóng tràn vào Hoa Kỳ một cách không hợp pháp. Và vào ngày hôm qua đó thì thống đốc của tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis đã đưa ra thêm một cái quyết định nữa là ông đã điều động thêm vệ binh quốc gia cũng như là vệ binh của tiểu bang Florida để đến để mà hỗ trợ thêm cái khu biên giới của tiểu bang Texas. Thì cái sự khác nhau giữa vệ binh quốc gia cũng như vệ binh của tiểu bang là thật ra cũng mới thành lập tại tiểu bang Florida với cái trách nhiệm rằng là những người tình nguyện để mà gia nhập vô đội vệ binh của tiểu bang Florida để mà có thể đưa ra những cái chương trình hỗ trợ một cái cách như là tình nguyện
trong những cái biến cố về thiên tai, hai là bảo vệ an ninh Hoa Kỳ. Thì cái việc mà thống đốc tiểu bang Florida đã điều động vệ binh quốc gia cũng như là vệ binh tiểu bang đến đã khiến cho một số tiểu bang khác họ cũng đã sẵn sàng đưa ra những cái chương trình để hỗ trợ thêm cho tiểu bang Texas. Thì trong hơn một năm qua đó thì chúng ta thấy được những cái sự tranh cãi giữa thống đốc tiểu bang Texas với lại đương kim tổng thống Biden về cái sự khủng hoảng cái khu biên giới, bởi vì trong một số tiểu bang mà có biên giới với một với lại Mỹ Tây Cơ đó, thì cái việc mà an ninh biên giới hay cái việc mà đó là nhập cư trái phép vẫn là một cái đề tài mà đã khiến cho rất nhiều người quan tâm. Và cái việc mà về phía mà các làn sóng mà nhập cư vào Hoa Kỳ một cách trái phép đó, bên cạnh vấn đề này còn một số vấn đề khác kèm theo như vấn đề buôn người, vấn đề ma túy, vấn đề cần sa, hai vấn đề băng đảng. Thành ra nói đi nói lại, cái vấn đề biên giới, cái chủ đề mà khủng hoảng biên giới sẽ vẫn là cái chủ đề mà hai đảng sẽ đưa ra để mà làm cái đề tài để mà thu hút cái sự quan tâm của cử tri. Bởi vì cử tri Hoa Kỳ hiện nay đó, người ta sẽ đặt vấn đề là cái ngân sách Hoa Kỳ đang bị thiếu hụt, và cái vấn đề mà cái khủng hoảng biên giới đó không có, nếu mà không giải quyết được đó thì Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng thế nào về vấn đề an ninh và về vấn đề kinh tế. Chắc là xin nghe được ý kiến của luật sư Trần Thái Văn ạ. Dạ, rất là cảm ơn anh Dũng, và kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Việt Face, đây là một cái đề tài mà chúng tôi cũng đã bàn thảo cũng như là tranh luận nhiều lần trong quá khứ. Nhưng mà phải nói rằng đó, trong vòng 1.5 năm, 2 năm vừa qua, với cái hiện tượng, nếu mà không muốn nói là cái tệ trạng xảy ra tại biên giới Texas với Mexico cũng như là biên giới Arizona và Mexico đó, với hàng chục ngàn người vào tháng 12 vừa qua, thưa quý vị, Bộ Nội an đó họ tính rằng đó trung bình mỗi ngày đó là từ 8 đến 10 ngàn người, có lúc tháng 12 vừa qua mỗi ngày đến hơn 10 ngàn người bất hợp pháp mà họ muốn vào Hoa Kỳ. Đó là chỉ là cái con số mà các viên chức và cảnh sát của Bộ Nội an họ bắt được hoặc là họ gặp được, còn những người mà họ thoát ra hoặc họ trốn qua từ Trung Mỹ hoặc là Nam Mỹ, và kể cả từ bên Á Châu cũng có nữa, Trung Quốc cũng như là Pakistan và Ấn Độ cũng lại đi qua cái đường biên giới miền Trung Mỹ rồi lên tới Mexico là Mỹ Tây Cơ rồi mới vào Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bởi vậy nên đây là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy trong những ngày tháng vừa qua, mà những người dân rất là tội nghiệp, những gia đình, các trẻ em mà tràn qua biên giới, tràn qua sông tại Rio Grande, tại tiểu bang Texas để mà băng từ Mỹ Tây Cơ vào Texas và bị ngăn chặn, cũng như là họ phải sống một cách rất là cực khổ, trải qua biết bao nhiêu ngàn dặm từ Nam Mỹ, Trung Mỹ qua đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, và phải trả tiền và bị đủ thứ cái loại nguy hiểm, sự nguy hiểm của những người ăn cướp trên đường họ đi giải thoát như vậy, hoặc là phải trải qua những cái sa mạc rất là cực khổ. Nhưng mà đây là một cái tệ trạng mà chúng ta thấy rất là rõ trên màn ảnh TV hàng ngày, thưa quý vị. Tuy nhiên, cái tệ trạng hoặc là cái hiện tượng di dân bất hợp pháp nó còn tệ nặng hơn nữa. Hiện giờ, theo cái thống kê của một số các tổ chức mà họ chú ý hoặc là họ nhắm vào vấn đề di dân bất hợp pháp cũng như là di dân hợp pháp, thưa quý vị, thì họ lượng định đó, mà không có ai có một cái con số thật hết, tại vì không có một cái thống kê, nhưng mà họ lượng định từ 15 đến 16 triệu cư dân hiện giờ đang sinh sống tại Hoa Kỳ là di dân bất hợp pháp trên toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Và cái sự tệ hại này về phương diện
an sinh xã hội hoặc là về phương diện kinh tế, nói riêng về về vấn đề di dân bất hợp pháp mà không có giấy tờ hoặc là không có những cái bằng chứng để mà họ sinh sống tại Hoa Kỳ hoặc là cư dân có giấy tờ làm việc tại Hoa Kỳ đó thưa quý vị, thì theo những cái tổ chức này họ nói rằng là mỗi năm đó là chính phủ Hoa Kỳ phải tốn gần 200 tỷ Mỹ Kim, 200 tỷ Mỹ Kim để mà lo về vấn đề an sinh xã hội cũng như là y tế cho các di dân bất hợp pháp, và kể cả thượng bang California cũng có cái luật mới được thông qua thưa quý vị, mà tất cả các di dân theo cái sự là lượng định đó, nói riêng về tiểu bang này mà thôi là hơn 2 triệu đến 3 triệu di dân bất hợp pháp đang sinh sống và tại California, và họ được hưởng cái quy chế y tế, bảo hiểm y tế vô điều kiện. Nếu mà họ bị bệnh hoặc là họ vào nhà thương hoặc là cần gặp bác sĩ đó, là họ sẽ được chữa trị mà không có đặt một cái vấn đề gì hết. Bởi vậy nên đây là một cái tình trạng, một cái phải nói là một cái hiện tượng cũng như là một cái thảm trạng mà nó đã bị chính trị hóa trong cái năm bầu cử. Bởi vậy nên ông Tổng thống Biden biết rằng đây là một trong những cái đề tài mà có thể Đảng Cộng Hòa sẽ khai thác, cựu Tổng thống Trump sẽ khai thác. Và đây là một trong những cái đề tài hàng đầu, theo những cái thống kê mà chúng tôi thấy là hàng đầu đối với các cư dân và cử tri Hoa Kỳ, nhất là trong Đảng Cộng Hòa, các cử tri của Đảng Cộng Hòa, thưa quý vị. Và họ thấy rõ đó là nếu mà không bảo vệ được ranh giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, thì theo những cái lời lẽ hoặc là những cái phát biểu của các chính trị gia bảo thủ đó, thì chúng ta không còn có một quốc gia nữa, chưa nói đến cái sự nguy hiểm mà dân biểu tại Đức Chí có trình bày nó đem lại từ các di dân bất hợp pháp đến vào Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đó là tất cả những cái mối quan tâm hiện nay của người dân Hoa Kỳ cũng như là của chính quyền liên quan đến vấn đề làm sao để giải quyết an ninh biên giới một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề dễ làm một sớm một chiều. Nhiều đời tổng thống chúng ta vẫn thấy cứ khi tiến lên một bước thì lại lùi 2-3 bước, rõ ràng. Trong thời gian tuần lễ vừa qua thì chúng ta cũng nghe rằng Chủ tịch Hạ viện, ông Mike Johnson cũng đã tuyên bố là khi mà những cái dự luật đàm phán liên quan đến vấn đề an ninh biên giới được đưa đến Hạ viện thì có thể sẽ bị mắc kẹt ở đó, là vì Hạ viện sẽ không thông qua nó. Và trước đó nữa thì chúng ta cũng biết rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã từng hoạt động và cũng vận động một số thành viên Đảng Cộng Hòa để nói rằng không nên thông qua cái đàm phán mà ông cho là một cái đàm phán, một cái thỏa thuận khủng khiếp liên quan đến vấn đề biên giới. Và báo chí thì nói rằng là ông muốn giữ cái điều này để khi mà ông được tái đắc cử trong năm 2024, nếu điều đó thực sự xảy ra, thì ông sẽ có cái cách giải quyết để mà lấy thêm cái điểm tín nhiệm của người dân trong cái vấn đề biên giới. Thì đó là cái cách mà cựu Tổng thống Donald Trump hiện nay đang vận động. Ông cũng từng tuyên bố rằng cái lực lượng những người di dân lậu tiến vào Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua tất cả đều là những người khủng bố. Chỉ cách đây vài ngày thôi thì chúng ta đã có cái bản tin đó. Ngay sau lời tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến vấn đề này thì tại New York trong ngày thứ năm đã có một cái bản tin liên quan đến một số các di dân bất hợp pháp đã tấn công vào 2 cảnh sát viên ở New York. Và điều này làm như là hình như là chứng minh thêm những cái lời cáo buộc của cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến vấn đề khủng bố. Tất cả những cái rắc rối, những cái chi tiết nếu chúng ta sâu chuỗi lại sẽ thấy rõ ràng đây là một cái vấn đề. Ngoài cái phức tạp mà nó chính bản thân vấn đề nó đã tạo ra thì nó còn là một cái lá bài để hai bên cùng dùng đó để đánh qua và đánh lại. Đó là chúng ta cũng mời quý vị cùng theo dõi thêm một số các cái phân tích của các vị khách mời trong ngày hôm nay. Liệu những cái đường hướng mà của phía Cộng Hòa hay là cựu Tổng thống Donald Trump đề ra như vậy cho các thành viên trong đảng, hoặc là cái cách giải quyết mà mọi người cho rằng rất yếu kém của chính quyền Tổng thống Joe Biden liên quan đến vấn đề này, rồi nó sẽ đưa như thế nào để giải quyết vấn đề đó? Dạ thưa anh, thì nếu mà chúng ta nói về cái cuộc khủng hoảng tại biên giới giữa Hoa Kỳ cũng như Mỹ Tây Cơ đó, thì chúng ta không thể quên
là vào thời của Tổng thống Trump á, cựu Tổng thống Trump, thì ông đã đưa ra cái đề nghị là sẽ xây cái bức tường biên giới, và sau đó thì ông đã tìm kiếm được ngân sách để mà xây cái bức tường biên giới. Tuy nhiên cái bức tường biên giới khi mà chưa có hoàn thành á, thì đã đến thời của Tổng thống Biden. Thì cái việc mà xây tường hiện nay đó, nó được xem là nó đang có tạm thời ngưng lại. Cách đây vài tháng thì Tổng thống Biden cũng đưa ra lời tuyên bố rằng ông cũng nghĩ rằng xây cái bức tường cũng là một trong những cái giải pháp để mà ngăn ngừa cái nạn di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, cái việc mà lời phát biểu của Tổng thống Biden cũng đã gặp cái sự chống đối khá là mạnh mẽ từ một số rất nhiều các đảng viên thuộc đảng Dân Chủ mà về có cái chiều hướng là cực tả. Thành ra hiện nay đó, thì cái việc mà xây bức tường, hay là những cái một số những cái giải pháp đưa ra để mà có thể ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp hoàn toàn, hầu như là cũng không có một cách giải quyết. Thêm vào đó nữa đó là cái việc mà thưa kiện giữa tiểu bang Texas với lại chính quyền liên bang đó vẫn còn đang tiếp diễn. Thì chúng ta thấy được qua đó, khi mà tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết rằng không có đồng ý là cái cách mà rào thêm hàng rào kẽm gai của từ phía tiểu bang Texas, tối cao pháp viện yêu cầu là phải gỡ bỏ. Tuy nhiên sau đó đó thì thống đốc của tiểu bang Texas đã yêu cầu sẽ phải dựng lại, bởi vì cũng không có một cái cách nào khác hơn để mà ngăn chặn cái làn sóng di dân. Bởi vì cái bức tường thì xây chưa xong, thành ra có những cái nơi địa hình địa thế hiểm trở cũng không có bức tường, thì cũng không có một cái cách nào khác hơn là tiểu bang Texas phải phòng bị thêm những cái hàng rào kẽm gai. Mà cái điều này đó thì tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết cách đi hình như là chỉ mới có 2 ngày thôi. Thì trong những ngày sắp tới chắc chắn rằng một số tiểu bang còn lại sẽ có những cái cuộc sẽ thế nào cũng là đâm đơn kiện lên chính quyền liên bang. Hiện nay đó thì tại Hoa Kỳ đó đã có 27 tiểu bang đã đồng lòng với lại cái quyết định của tiểu bang Texas. Xin mời luật sư Trần Thái Bắc. Chúng tôi có thể phân tích như vậy. Đây là một cái vấn đề đó, trong cái năm bầu cử thì chắc chắn nó đã được và bị chính trị hóa rồi. Và ông Tổng thống Joe Biden cũng biết đây là một cái đề tài mà từ chết tới bị thương mà thôi, nếu mà không giải quyết từ phía đảng Dân Chủ, tại vì cựu Tổng thống Trump với cái chính sách trong quá khứ, trong những năm mà ông Trump làm Tổng thống, cũng như là với những cái bài diễn văn và phát biểu của ông Trump, thì chúng ta thấy khá rõ đó là cái chính sách rất là cứng rắn đối với cái vấn đề di dân bất hợp pháp và cái tình trạng tại biên giới Mexico và Texas, cũng như là Arizona và California, thưa quý vị. Bởi vậy nên đây là một cái đề tài mà đảng Cộng Hòa biết đó là họ có thể họ khai thác được và họ sẽ thắng được, vì có thể nói là gần 70%, thưa quý vị, gần 70%. Theo những cái thống kê mà chúng tôi thấy đó, gần 70% các cư dân và cử tri Hoa Kỳ đặt đây là một trong những cái đề tài mà họ quan tâm nhất hiện giờ, cùng với cái vấn đề kinh tế, song song với cái việc lạm phát tại Hoa Kỳ. Nhưng mà phải nói rằng đó là đêm nào ngày nào trong một tuần chúng ta cũng thấy đó, khi mà nói đến cái vấn đề biên giới, không riêng gì về những cái hình hoặc là những cái video màn hình mà mình coi được trên TV, mà mình thấy là cái tình trạng cũng như là cái thảm trạng nó đang xảy ra tại biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ hàng đêm, mà song song với cái việc đó là những cái chính sách mà hiện giờ tại Quốc hội họ cũng đã được đem ra từ phía Hạ viện, từ bên Thượng viện, thưa quý vị, để đem ra với cái sự ủng hộ của Tổng thống Trump, Tổng thống Biden, từ Tòa Bạch Ốc,
để mà thông qua những cái chính sách cần thiết để mà viện trợ cho Bộ Nội an. Bộ Nội an là bộ có thẩm quyền đầu tiên để mà lo về cái vấn đề bảo vệ biên giới, thưa quý vị. Và song song với cái việc đó thì bên phía Đảng Cộng Hòa cũng ra tại Hạ viện Hoa Kỳ cũng đang có một cái thủ tục để mà chuốc phế impeach ông Bộ trưởng Bộ Nội an là ông Alexander Alejandro Mayorkas về cái vấn đề mà các dân biểu của Đảng Cộng Hòa nói rằng là ông này ông đã làm việc bất cẩn hoặc là không có làm việc đúng theo cái trách nhiệm của ông với tư cách là Bộ trưởng Bộ Nội an mà lo về cái vấn đề biên giới mà để cho cái tình trạng nó đến ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy trong cái viễn tượng chính trị như vậy, ông Mayorkas đang bị trải qua một cái thủ tục điều tra, và hiện giờ đó là một ủy ban tại Hạ viện Hoa Kỳ cũng đang tiến hành cái thủ tục để mà chuốc phế ông ra những cái cáo trạng. Bởi vậy nên nó có nhiều cái khía cạnh mà nó đem lên được cái phải nói rằng là cái thảm trạng của cái đề tài này, thưa quý vị, và nó đã được chính trị hóa trong cái cuộc bầu cử năm nay. Nhưng mà chúng tôi thấy vào cuối ngày đó, nếu mà giữa ông Trump và ông Biden đó, thì ông Biden nếu mà không giải quyết cái đề tài này, đây là một cái đề tài như chúng tôi trình bày đó, là một cái đề tài hoặc là một cái chính sách mà không giải quyết được là ông sẽ chết tới bị thương về phương diện chính trị, thưa quý vị. Tại vì đây là một cái vấn đề rất là được cái sự quan tâm của các cử tri và cư dân Hoa Kỳ. Và ông Biden biết cái việc này chứ không phải không biết. Và những ngày vừa qua ông cũng đã bắt đầu có những cái lời phát biểu cũng như là những cái chính sách cứng rắn hơn và rõ ràng hơn. Nhưng mà ngược lại đó, ông lại cũng bị cái khối thiên tả, khối cấp tiến, các chính khách cũng như là các tổ chức thiên tả và cấp tiến cũng phản đối. Đây là những cái khối mà ủng hộ Biden, nhưng mà họ cũng lên tiếng, họ phản đối và họ cũng muốn làm khó dễ và áp lực ông Tổng thống Biden trong đề tài này. Có lẽ mà cái điều mà chúng ta cần lưu ý trong thời gian ngắn sắp tới đó là cái việc liệu thỏa thuận này rồi nó sẽ có được thông qua hay không, cái đã, từ phía các nhà lập pháp và cũng như là Tòa Bạch Ốc. Là vì hiện nay đó chúng ta cũng thấy khi mà muốn đưa ra để mà giải quyết thì phía các thành viên Đảng Cộng Hòa ở trong Quốc hội cũng muốn kèm theo cái vấn đề làm sao để chính quyền Tổng thống Joe Biden phải nhượng bộ liên quan đến các cái chương trình cứu trợ cho Ukraine và kể cả Israel. Thì đó là những cái mà hai bên dùng để mà thương thuyết trong cái vấn đề này. Thành ra trước mắt thì cái tình hình mà thỏa thuận biên giới có đạt được hay không trong những ngày sắp tới là cái điều mà chúng ta cần theo dõi. Và chắc chắn là sau đó là những cái sự kiện diễn biến tiếp theo cũng là sẽ là một cái đề tài mà chắc chắn chúng ta sẽ còn phải theo nó trong suốt một cái đoạn đường dài. Cảm ơn với các nhận định của luật sư Trần Thái Văn, của nhân biểu Tạ Đức Trí về vấn đề nêu trên. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng bước qua một cái đề tài thứ hai cũng do các vị khách mời đã lựa chọn, thưa quý vị. Bối cảnh ở khu vực biển Nam Trung Hoa hay là biển Hoa Đông hiện nay vẫn là một cái đề tài lớn mà người ta đang chú ý. Trong ngày 31 tháng Giêng vừa qua thì cách đây 2 ngày, lực lượng hải quân Nhật và Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc tập trận chung. Trong cái bối cảnh mà chúng ta đã thấy là Đài Loan vừa trải qua một cuộc bầu cử tổng thống, với cái vị tân tổng thống của đất nước này là một người không phải là một người ủng hộ cho các cái chính sách mà liên kết với Hoa Lục. Ngay sau khi ông Lại Thanh Đức đã đắc cử chức tổng thống của mình thì phía Trung Quốc đã lên tiếng răn đe rất là nhiều. Trong những ngày vừa qua đó thì báo chí cũng như là những cái hãng thông tấn lớn trên thế giới đều đưa tin liên quan đến những chiếc tàu chiến của Trung Quốc hoặc là những chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc vẫn quần thảo trên bầu trời hoặc là trên hải phận của giữa eo biển Đài Loan và Hoa Lục. Để đáp lại những cái điều này thì ngày 31 tháng Giêng, Nhật và Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc tập trận, huy động cả một cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cũng góp mặt trong cái cuộc tập trận này. Tình hình rồi liệu sẽ ra như thế nào? Tuy nhiên đây cũng có lẽ là một cái dấu hiệu để cho thấy rằng là Trung Quốc không nên vọng động
trong cái vấn đề đối với Đài Loan. Vì chúng ta vẫn biết Tập Cận Bình đã tuyên bố một cách mạnh mẽ là không sớm thì muộn Đài Loan cũng sẽ trở về với Trung Quốc, và có thể cần dùng đến vũ lực thì ông ấy cũng sẵn lòng. Đó là những cái tuyên bố một cách rất là mạnh mẽ. Tôi mời quý vị cùng theo dõi với phần phân tích với các khách mời hôm nay. Xin mời Yên Biểu Tài Đức Chí. Dạ, thưa anh, thưa tất cả quý vị, cái sự chiến thắng của Đảng Dân Tiến ở tại Đài Loan vào trung tuần tháng 1 vừa qua đó thì đã đem lại cái niềm hy vọng cho người dân đang sinh sống tại Đài Loan, cũng như là tạo thêm những cái niềm tin cho Hoa Kỳ trong cái sứ mạng là bảo vệ Đài Loan. Thì chúng ta cũng biết được Đảng Dân Tiến trong cái kỳ tranh cử tổng thống Đài Loan vào tháng 1 vừa qua đó là cái lần thứ ba liên tiếp mà Đảng Dân Tiến đã giành chiến thắng. Hai lần trước đây là thời của Tổng thống Thái Anh Văn. Và được biết rằng khi mà ông Lại Thanh Đức đã trở thành Tổng thống Đài Loan đó, thì phải nói rằng đây thêm một lần nữa đó đã có một cái sự khẳng định của người dân Đài Loan là họ không có chấp nhận những cái lời đe dọa từ phía của Bắc Kinh. Ông Lại Thanh Đức này là một chính khách trong Đảng Dân Tiến, rất thân với lại bà Thái Anh Văn. Thành ra vừa qua đó chúng ta thấy được hai đảng ở Đài Loan thì nó rất có nhiều đảng phái. Tuy nhiên một số những cái đảng chính như là Quốc Dân Đảng hay Đảng Dân Tiến trong thời gian vừa qua đó họ thường tham dự và đã thu hút được cái sự tham dự của cử tri đang sinh sống tại Đài Loan. Thì cái sự chiến thắng của Đảng Dân Tiến đó đã cho thấy rằng cái chính sách cứng rắn của bà Thái Anh Văn đó đã thích hợp với cái nguyện vọng của những người đang sinh sống tại Đài Loan. Và trong 8 năm cầm quyền đó thì bà Thái Anh Văn đã tạo thêm được một cái đồng minh rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Chúng ta thấy được bà Thái Anh Văn trong 8 năm cầm quyền đó, bà đã đưa ra những cái lời rất là cứng rắn khi mà tuyên bố với thế giới rằng Đài Loan từ trước tới giờ vẫn là một quốc gia độc lập có chủ quyền và sẵn sàng phản ứng nếu mà Trung Cộng có những cái hành vi xâm lấn hay là đe dọa. Thì cái cuộc diễn tập quân sự giữa Hoa Kỳ cũng như là Nhật Bản gần phía đông của eo biển Đài Loan đó cho thấy rằng Hoa Kỳ cũng có cái sự chuẩn bị, thưa tất cả quý vị. Bởi vì cái lý do mà Hoa Kỳ và Nhật Bản thường xuyên tập dượt quân sự, cũng như Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản cũng thường xuyên tập dượt, bởi vì những cái lời đe dọa của Trung Cộng trong hơn một thập niên vừa qua. Tại sao mà Hoa Kỳ và Nhật Bản phải liên tục cần những cái cuộc diễn tập quân sự? Và hải quân của hai phía cũng thường có những cái trao đổi, cũng như là có thường những cái huấn luyện. Bởi vì căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Nhật Bản rất là nhiều, có thể tính tới giờ này khoảng 85 căn cứ của quân sự đang đóng tại Nhật Bản. Mà cái lý do mà Hoa Kỳ và Nhật Bản phải cần diễn tập quân sự, bởi vì nếu trong trường hợp mà Trung Cộng muốn có ý đồ xâm lấn Đài Loan á, thì chiến hạm hay chiến đấu cơ của Hoa Kỳ tại các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản đó, họ sẽ phản ứng kịp thời và Trung Cộng biết được chuyện đó. Bởi vì khi mà các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đóng tại Nhật Bản đó, những chiến hạm chiến đấu cơ mà có những cái phản ứng đó, thì từ đó phía bên Nhật Bản quân đội cũng sẽ có phản ứng. Thành ra Trung Cộng hiểu được rằng những cái mâu thuẫn tại vùng biển Đông hay tại vùng biển Hoa Đông á, những cái điều này đều đụng chạm tới quyền lợi của Hoa Kỳ. Thành ra Trung Cộng trong thời gian vừa qua đó cũng đang có sự tính toán. Tuy nhiên cái hình ảnh vào năm 2021 đó, cái hình ảnh mà rút quân một cách hỗn loạn tại Ao Phú Hãn đó, khi mà Tổng thống Biden mới lên cầm quyền đó, đã khiến cho thế giới nhìn Hoa Kỳ không còn những cái sự tự tin như trước đây. Bởi vì chúng ta thấy sau khi mà cái hình ảnh này đó đã diễn ra đó, thì Trung Cộng đã hợp tác với lại các quốc gia độc tài
điển hình như là Nga, Iran cũng như là Bắc Hàn để tạo nên một cái khối liên minh để mà thử thách cái siêu quyền lực của Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy được Nga đã đem quân để mà xâm lấn Ukraine, cũng như là Bắc Hàn đã thử vũ khí hạt nhân rất là nhiều trong vài năm vừa qua, cũng như là gần nhất là Trung Cộng đã là cái người môi giới đứng giữa để mà giúp cho Iran cũng như là khối Ả Rập Saudi có những cái cuộc đối thoại. Bởi vì trước đây đó, những cái mâu thuẫn giữa Iran và khối Ả Rập và Ả Rập Saudi, tuy nhiên Trung Cộng muốn tạo thêm những cái thế liên minh. Chính vì vậy mà chúng ta thấy được tất cả những cái khủng hoảng từ Ukraine, từ vùng Trung Đông, từ dải Gaza, trực tiếp hay là gián tiếp đều có sự ảnh hưởng từ phía Trung Cộng. Cảm ơn nhiều biểu tạch đức trị. Dạ, xin mời luật sư Trần Thái Văn ạ. Đây là một cái cuộc thao diễn quân sự. Thiệt ra là cũng trong quá khứ cũng có rất nhiều những cái cuộc thao diễn quân sự cùng với Nhật Bản, với Phi Luật Tân, với Nam Hàn, thưa quý vị, và Hoa Kỳ. Bởi vậy nên chúng tôi không có ngạc nhiên khi mà thấy những cái cuộc thao diễn hải quân giữa hai quốc gia, giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Một trong những cái yếu tố mà chúng tôi thấy nó hơi khác trong những năm trước đó, là năm nay đó, những cái cuộc thao diễn giữa Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh đó, thì phải nói rằng đó là những cái bộ phận, những cái tàu chiến hoặc là hàng không mẫu hạm đó đã được bổ sung càng nhiều hơn. Thưa quý vị, ngay tại Biển Đông, trong cái cuộc thao diễn vừa qua với Nhật Bản đó, đến 3 tàu hàng không mẫu hạm được dùng để mà tập dượt cùng với Nhật Bản. Đây là một trong những cái công cuộc, chúng tôi nghĩ là trong những cái công tác quân sự, nó nằm trong một cái chiến lược lớn hơn mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh tại Biển Đông như là Nam Hàn, Nhật Bản, Úc Châu, Phi Luật Tân, Indonesia, Đài Loan và kể cả Việt Nam một phần nào, dù là không phải là đồng minh, nhưng mà nói đến cái quyền hàng hải, di chuyển hàng hải, tự do hàng hải, hoặc là cái quyền bảo đảm an ninh tại Biển Đông đó, thì Việt Nam cũng nằm trong cái quỹ đạo hoặc là cái mục tiêu chung với các quốc gia này, kể cả Hoa Kỳ, thưa quý vị, để mà chống lại cái sự bành trướng của Trung Quốc. Đối với Hoa Kỳ thì chúng ta cũng khá thấy rõ, nếu mà chúng ta đem một cái tấm hình, một cái map lên, một tấm hình của Biển Đông lên với các quốc gia láng giềng như là Trung Quốc và Nam Hàn, Đại Hàn hoặc là Phi Luật Tân cũng như là Đài Loan và Nhật Bản đó, thì chúng ta thấy rằng đó là Hoa Kỳ đang lập một cái hàng rào lửa khá rõ, hàng rào để mà ngăn chặn cái sự xâm chiếm về phương diện quân sự cũng như là kinh tế của Trung Quốc, thưa quý vị. Thì kể cả ông tư lệnh, vị tướng tư lệnh của Hoa Kỳ trong miền Á Châu Thái Bình Dương cũng đã là phát biểu trước Quốc hội rằng đó là Trung Quốc sẽ, ông nghĩ rằng Trung Quốc sẽ có một cái cuộc chiến để mà xâm chiếm Đài Loan vào năm 2027, chỉ vài năm tới nữa mà thôi. Bởi vậy nên trong lúc này cũng như là trong vài năm vừa qua, chúng ta thấy đó là chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu đang có một cái sự liên kết chính thức và chặt chẽ hơn, như là một cái hiệp định Quad giữa Ấn Độ, Úc Châu, Hoa Kỳ và Nhật Bản, cũng như là cái sự liên hệ và liên kết giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản, thưa quý vị. Bởi vậy nên tất cả các quốc gia, và nhất là Nam Hàn và Nhật Bản, chứ chưa nói đến Đài Loan, thì là cái chuyện dĩ nhiên rồi, có những cái hòn đảo và cái sự sống còn của họ cũng đang bị Trung Quốc đe dọa, thưa quý vị. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn cái bản đồ đó, thì Nam Hàn với Nhật Bản cũng chỉ cách Trung Quốc có vài trăm dặm mà thôi, và có những cái
hải đảo của Nam Hàn cũng như là Trung Quốc, cũng như là Nhật Bản cũng đang trong cái vòng tranh chấp với Trung Quốc, thưa quý vị. Bởi vậy nên nó cũng khá là phức tạp, chưa nói đến về cái quyền lợi, về vấn đề kinh tế cũng như là quân sự mà các quốc gia này đều muốn bảo vệ với cái sự hăm dọa của Trung Quốc. Mình chưa có thời giờ để mà mình nói về cái đề tài đó nữa, nhưng mà nó có nhiều cái sự phức tạp nằm ngay tại Biển Đông mà chúng ta không thường nghe. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghiên cứu một chút xíu và tham khảo thêm đó, thì chúng ta thấy đó là cái khu vực này là một cái địa điểm mà nó có rất nhiều cái đề tài và nhiều cái sự quan tâm về vấn đề technology, tại vì những cái đường dây ở dưới biển đó, giờ internet nó đều chạy dưới đó, chưa nói đến 2/3 cái sự những cái sản phẩm hàng hải từ Á Châu nó cũng phải đi qua 2/3 mà đến Hoa Kỳ đó, thưa quý vị, là cũng phải đi qua cái vùng biển này. Bởi vậy nên nó có một số các mục tiêu mà chính phủ Hoa Kỳ muốn bảo vệ, không riêng gì về vấn đề quân sự cho các quốc gia đồng minh, nhưng mà cho kể cả cái quyền lợi của Hoa Kỳ trong tương lai và cái quyền lợi kinh tế cũng như là an ninh của Hoa Kỳ trong tương lai, thưa quý vị. Đúng như những gì mà các vị khách mời của chúng tôi vừa gửi đến cùng quý vị đó, chuẩn đô đốc Hoa Kỳ là người chỉ huy trưởng của hàng không mẫu hạm Carl Vinson, là soái hạm của các cái chiến thuyền của Hoa Kỳ đang có mặt trong cuộc tập trận cùng với Nhật Bản. Chuẩn đô đốc Carlos Sandiello đã gọi cuộc tập trận chung có sự tham gia của khoảng 10 chiến hạm Mỹ, trong đó có 2 tàu hàng không mẫu hạm, là một cơ hội diễn tập tuyệt vời để nhằm bảo vệ các khẳng định về quyền hàng hải của tất cả các quốc gia theo luật pháp quốc tế đối với quyền tự do hàng hải và hoạt động trên không ở bất cứ nơi nào được phép. Đây cũng là một cái thông điệp có vẻ là rất rõ ràng và mạnh mẽ. Phản ứng trước tất cả những cái điều mà có lẽ là các nhà phân tích trước đây cho rằng là với cái cuộc chiến đang diễn ra một cách sôi động ở tại Trung Đông và đặc biệt là cái khu vực Hồng Hải, thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ có lẽ sẽ bị phân tán mỏng. Và do đó mà có vẻ trong thời gian vừa qua, hải quân cũng như là không quân của Trung Quốc đã gia tăng một số các hoạt động trên bầu trời và lãnh hải của quốc đảo Đài Loan. Và ngay lập tức thì đây là cái lời đáp trả một cách rõ ràng nhất với 2 hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ lập tức được điều động đến ở trong khu vực. Thì đó là một cái sự xác minh rõ ràng mà người ta cũng thấy rõ ràng qua những cái lời tuyên bố của chuẩn đô đốc Carlos Sandiello. Ông Colin Cole là một nhà nghiên cứu ở trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam ở Singapore thì cho biết, mặc dù là các cuộc tập trận diễn ra thường xuyên trong khu vực, nhưng thời điểm biểu dương lực lượng này là một thời điểm rất quan trọng của cuộc tập trận giữa Nhật và Hoa Kỳ. Trước đó người ta đã lo ngại rằng các cuộc bùng phát ở Trung Đông sẽ khiến Mỹ phải chuyển trọng tâm chiến lược ra khỏi phía Tây Thái Bình Dương. Nhưng ngay lập tức Hải quân Hoa Kỳ đã đáp trả bằng cách hiện diện một cách rõ ràng bằng 2 hàng không mẫu hạm của họ trong cuộc tập trận tại Nhật Bản. Chúng tôi rất tiếc là không còn giờ để mời thêm nghe thêm ý kiến của các vị khách mời, nhưng mà cảm ơn dân biểu Tạ Đức Trí rất là nhiều cũng như là luật sư Trần Thái Văn ngày hôm nay đã bỏ thời giờ đến để chia sẻ những cái ý kiến đóng góp của quý vị trong chương trình Quan điểm này. Vào tuần tới đó, thì là thứ Bảy sẽ là ngày mùng 1 Tết âm lịch Giáp Thìn, chúng tôi sẽ không có chương trình Quan điểm. Do đó là bây giờ chúng tôi xin mời 2 vị khách mời chắc là nhân cơ hội này xin gửi lời chúc đầu năm đến cho khán giả của chúng ta. Dạ thưa anh, thưa tất cả quý đồng hương, nhân dịp đầu xuân, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị cũng như là gia quyến một mùa xuân thật là vui tươi, hạnh phúc, may mắn, tràn đầy sức khỏe và vạn sự như ý. Dạ, xin mời luật sư Trần Thái Văn ạ. Dạ, cảm ơn anh Dũng cũng như là chúng tôi cùng với dân biểu Tạ Đức Chí, và chúng tôi cũng xin kính chúc anh Dũng cũng như là dân biểu Tạ Đức Chí cùng với quý vị khán thính giả và quý vị đồng hương trước thềm năm mới. Một năm Giáp Thìn đầy ơn trên, vui vẻ, vạn sự như ý và quan trọng hơn nhất là dồi dào sức khỏe, thưa quý vị. Và đối với các cháu và các con đó, thì nhiều tiền lì xì và nhiều bao đỏ. Chúng tôi cũng xin phép thay mặt cho chương trình Quan điểm gửi lời cảm ơn chân thành đến luật sư Trần Thái Văn, dân biểu Tạ Đức Trí đã cùng sát cánh với chương trình trong suốt thời gian vừa qua.
Chúc hai vị luôn luôn dồi dào sức khỏe và năm mới Giáp Thìn sẽ có những cái hoạt động để giúp cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại nó sẽ tung bay như là rồng mà gặp mây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.